trời. Trời ơi, ca hát mà nhảy vô trong cái đám cây. Thụ cái đầu luôn nè. Đi ăn đi con nhỉ. Nhau. Đi đây, đi vô đây, quen không? Anh thấy anh vàng khè luôn chứ. Trời, à biết rồi, biết làm gì rồi. Vô 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 lẹ lẹ. Chứ từ từ, đi chào mọi người. Trời, từ từ. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh Linh Baby. Ok, hiện tại Linh đang đứng tại 47-50 là quận 1, quận 11. Ở đây là nhà của Mess Store. Linh sẽ vô đây thực hiện một cái thử thách cho các bạn yêu cầu, đó chính là mua tất cả đồ màu vàng. Trước khi vô clip thì các bạn hãy nhớ nhấn like và subscribe ủng hộ kênh cho Linh nha. Và đừng có quên là các bạn nhớ thêm Quốc Nguyễn nhiều lên nha. Đó, để mình có thể tương tác với nhau cũng như là xem là yeah. Ok, bây giờ thì vô thôi. Chị Linh. Dạ dạ. Đâu vậy, nó đâu vậy? Đi đâu à? Là cái hết hồn mà. Đi làm thử thách nè. Ê, làm chung đi. Tụi con được về không? Có, làm chung đi về. Làm chung đi về hay không? Ừ, nghe câu này là 80 lần rồi đó bà con. Ủa, chứ làm chung tại em có chịu về đây. Nói chung là hôm nay đi quay mua tất cả đồ màu vàng. Làm chung đi. Tí nữa mua cho một bộ đồ màu vàng luôn. Nên là túi nhỏ sao mua đồ có tiền không? Có, túi trong này đựng tiền mà đựng đủ tiền thôi chứ đâu đựng gì khác đâu. Đem đem nhiều không? Nhiều, đẩy cái túi này luôn. Để chạy chuột về luôn đi. Ừ thì về làm thử thách đi. Đi chuột. Đi chuột về. Đi. Làm thử thách đi rồi chuột. Chưa có phải thử thách luôn á. Tí về đi chơi thử thách đi, tí rồi chuột cho về. Ok. Nha, ok. Bây giờ mình sẽ thực hiện cái thử thách là mua tất cả đồ vàng nha mọi người. Bây giờ mình sẽ chơi cái gỗ chưa thấy cái vỏ đi. Đây, đây. À cũng được. Đây, mình vô đây là mình sống đậu vô đây liền, mình sẽ kiếm cái crunchy. Yeah. Ở đâu ta? Đây nè, đây nè, đây cái chi màu vàng nha mọi người. Màu vàng. Trời ơi, có cái nơ màu vàng nữa nè. Được, cái này hợp với em. Hốt luôn. Nè, mọi người thấy không? Cái này là cái bịt mắt ngủ nè mọi người. Có màu xào với nước ở trong này nè. Chắc mát lắm nha. Hốt luôn. Màu vàng không? Phải. Hốt luôn. Vô đây mình sẽ lựa đồ màu vàng nha mọi người. Đó. Đây, một cái áo bẹt vai màu vàng hốt luôn. Thấy vàng là hốt hết. Một cái bộ này quen. Bộ đồ ngủ màu vàng hốt luôn. Đây, cái áo này là cái áo rất tốt màu vàng nè mọi người thấy không? Cái này cũng xinh quá trời nè, bèo. Ơi, nó có chữ gì lên nè. Cái chữ này hả? Ừ. Tao đố mày đọc được á. Ba ba bẻn. What the hell? Cái gì bẻn bẻn ở đây má? Cái gì bẻn? Cái này nè, banana. Là trái chuối. Yeah. À, đó. Còn cái từ này là cái từ music. Music. Đó, music. Đó chính là sữa lắc. Trời ơi, chưa. Ghê hả? Tôi nhớ là bà hôm bữa đọc là ba ra bẻn mà. Trời ơi, cái từ này giờ đơn giản lắm, tao đọc được hết trơn rồi. Nè. Đi sao không? Phải có bí quyết chứ tự nhiên sao đọc được thì cũng ba ra bẻn không chứ gì. Xuống đây, tập trung bây giờ. Tôi sẽ chỉ cho cái ông này một cái bí quyết, đó chính là app Duolingo. Thấy ghê không? Trước giờ chị vô đó chị học không đó. Đây, bây giờ nha, em phải vô App Store. Đó, mình sẽ nhấn, mình search cái tên Duolingo. Đó, Duolingo. Đây, đó thấy không? Nó sẽ có cái giao diện con cú màu xanh lá cây. Đó, Duolingo học tiếng Anh. Đó, mình sẽ nhấn tải. Vô đó vừa học vừa chơi luôn nha. App này là miễn phí, không có tốn tiền. Yeah. Đó, bây giờ mình sẽ tải nó về. Để nó tải xong rồi nè. Đó, bây giờ sẽ nhấp vô ứng dụng nha. Đó, nguyên một con cú màu xanh lè. Chớp mắt. Đó, bây giờ mình sẽ nhấn bắt đầu ngay. Hello. Đó, bây giờ mình sẽ chọn ngôn ngữ. Đây, ở đây nó có tiếng Anh nè. Rất là nhiều thứ tiếng, 38 thứ tiếng khác nhau luôn. Đó, Hàn, Trung, Nhật, rồi hả Ý, Tây Ban Nha, các thứ. Đó, tiếng Pháp luôn, rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ mình sẽ chọn tiếng Anh. Đó, mình học tiếng Anh. Đó, mình nhấn vô tiếng Anh. Đó nè, thấy giao diện không? Ở đây là nó sẽ cho mình học từ cơ bản đến nâng cao luôn. Đó, quá trời luôn nè. Nhưng mà chị học tới cơ bản 2. Wow, ghê vậy? Chứ sao? Đó, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục. Mình sẽ chơi và chơi. Cái này vừa học vừa chơi mà. Mình vô đây mình sẽ chơi và vừa học luôn. Mình dễ nhớ lắm. Đó, mình vui quá vậy? Ừ, nhấn vô chào hỏi. Thử nha, làm thử nha. Yeah. Đó, vô đây. I am sorry. Là tôi xin lỗi. Nè, kiểm tra. Đó. Tuyệt vời rồi. Đúng rồi đó, tuyệt vời. Đó là nó test cái khả năng tiếng Anh của mình. À. Đó, thấy không? Đó, tiếp tục. Vô. Bye, good night. Bye, good night. Đây, bây giờ mình sẽ tiếp nha. Cái đó là tạm biệt. Chưa mất tiêu à, chúc ngủ ngon.
Nè, ok nè, kiểm tra. Đó, wow. Ghê không? À, tiếp tục. Good morning. Đó, cái này nó luyện cho em có thể đọc được. Và em có nghe nó nói là em đọc theo là biết liền luôn á. Đây, em nhấn vô cái chữ này nè. Good morning. Nó đọc liền là mình sẽ phát âm được cái từ đó luôn. Đấy, ghê không? Good morning là bây giờ chào buổi sáng. Kiểm tra được. Ghê không? Cái app này là nó luyện cho em 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đó, bây giờ mình sẽ vô đây. Nè, thấy không? Bây giờ là mình sẽ có một cái bài tập để luyện phát âm luôn. Đó, đây mình nhấn vô đây. Yes, I am fine. Bây giờ mình đọc theo. Yes, I am fine. Wow. Là tốt lắm. Thấy chưa? Hàng gì tôi thấy dạo này bà đọc giỏi ghê luôn á. Đó, chưa có hết đâu. Bây giờ chị sẽ chỉ cho em. Đây, khi mà em làm xong bài tập đúng không, thì em sẽ được tặng những cái đá quý bên này nè, em thấy không? Đó, chị đang có 708 cái đá quý. Đó, mình có đá quý đó mình sẽ nâng cấp được trang phục cho cú đua. Nè, đây là mấy cái hình của con cú đua. Dễ thương không? Đẹp ha. Nhiều trang phục dễ thương, trang sức các thứ đẹp lắm. Ôi, chơi này hay quá vậy, cho em chơi với. Không, đang làm thách thì đi làm thách đi. Muốn tải về tí về nhà em tải em chơi, nãy giờ chị chỉ hết rồi. Vậy cũng được. Đi đi. Hay quá. Bây giờ mình sẽ mua mấy cây cài. Cái cài giống trên đầu lên nè mọi người. Mua thêm cây. Đẹp không? Đây, cái cài bông huyền thoại nè mọi người. Lắc 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 nè. Đó, màu vàng hốt luôn. Một cái áo rất tốt, cái xoài. Áo này hợp với con có hợp á? Không, kệ tao mà. Em nói là hợp màu thôi chứ ai. Con trai mà áo rất tốt đây này. Lao á. Lao mà phải không chứ, tình lao. Đây, đây là áo rất tốt chất xoài. Lấy đi chun. Tự nhiên đang lựa bên đây là tia sang bên kia rồi sao? Bên đây hết rồi, lấy hết rồi. Thì con phải đi vòng ra kia chứ. Dạ, dạ. Khó khăn đi theo rồi cầm đồ, khó khăn nữa. Một cái áo thun màu vàng. Phông rộng hốt luôn. Đây, mọi người có thấy không? Nguyên một cái con gấu màu vàng the luôn. Chặt bên đây sẽ có quần đen. Nói chung là cái áo vàng là được rồi đó mọi người. Bộ này mặc cũng te lắm nè. Set này đang hot lắm á, lấy luôn. Một cái đầm màu hồng, caro hồng. Ủa, tự nhiên đang lựa màu vàng nói màu hồng gì? Trời ơi, nãy giờ cầm màu vàng, cứ màu hồng, cuốn cái màu hồng là luôn. Đúng rồi. Trời ơi, nói chung là màu vàng nó mà người thấy đi. Nói người rối luôn hả, mày làm tao rối luôn á chun. Trời, em không có làm gì luôn á. Nói vậy lại vậy nè vậy. Hả, màu vàng. Hả, cái này là giống học sinh đó nha. Yeah. Học sinh thì bỏ xuống có cái đường nè. Đâu rồi? Đó, bỏ xuống đi. Ui da. Đâu rồi, bỏ xuống. Mày tự nhiên đang cầm hai tay bỏ lên đâu thấy đường. Đó, cái quần này cũng đang hot lắm nè. Có quần phơm rộng. Đó, quần dài phơm rộng, caro màu vàng. Hợp với cái áo chị đã mặc luôn nè. Hợp không? Cũng hợp đó. Nhưng mà ba đa số cái quần này người ta sẽ phối với áo laptop. Laptop đó em đó, em cầm đi. Đó. Ô, em thấy cái quần này không hợp với chị Linh đâu. Biết tại sao không? Tại chị lùng á, mà cái quần này dài. À, hợp. Ba lô mẫu mới. Ôi, hớp mới vậy, mẫu mới vàng khè bánh ơn. Bánh ơn, vàng khè bánh ơn. Trời ơi, đây. Có gì đây? Ý. Trời ơi, có kèm theo con gấu luôn, tôi té vậy. Ý, nguyên màu vàng hết. Ý gì hả sao? Hàng mới chưa có gắn vô. Đó, à, chị Linh á. À, tại em, tại em. Trời ơi, tụi mình sách luôn á. Tại em. Đây nè. Hít cái bao. Hả? Hút hết. Nhà cái này có ba lô nè. Cái này là size to để du lịch mà hay đi học cũng được luôn. Luôn. Yeah. Nó tặng một cái móc khóa trà sữa nè mọi người. Đó, một cái ba lô màu vàng kệ. Mua. Nó mua luôn. Mua cái này đi học là nổi nhất trường đúng không? Ui. Ê. Chút. Trời ơi, bắt kẹt. Ê, đẹp không? Quý một cái váy. Một cái váy màu vàng. Ôi xin lắm nè, bánh bèo nha. Lấy luôn, lâu lâu đổi người ta hay chút. Khu này là khu màu vàng. Đây, khu này là khu màu vàng biết luôn. Mới bán đây biết luôn. Áo màu vàng nha mọi người. Vâng, đây là chiếc áo màu vàng nha mọi người. Đâu đâu? Đây nè, trước mặt nè. Ủa? Đây nè. Đây thì bỏ ra mới thấy mặt được chứ. Đây là một chiếc áo rất tốt màu vàng đó. Mình có thể phối cái quần áo mình mua. Tại vì xịn liền giải rất là mát nha. Vàng cũng lấy.
nhạt hay đậm gì miếng vàng là lấy. Yeah. Thôi tí ra tìm vàng lấy luôn nè. Tí, em mua cho em thôi, em đang thiếu nè. Khó, đây là những ngón tay thiếu những chiếc nhẫn vàng. Tính. Đi đi qua đây, bên đây mình chưa mua, qua đây ăn. Đó, mình mua đồ đi học tiếp. Đây, mình sẽ mua những cái món đồ vàng nha, ví dụ như con Pikachu nè. Đó. Minion, những nhân vật luôn luôn là màu vàng. Đây, một nhân vật nữa luôn luôn màu vàng. Đó chính là trái khóm. Thấy ghê không? Đó. Đi. Đi. Có cái bông màu vàng đó nè. Lấy con dạy chân. Giờ hết rồi, hồi nãy này lấy rồi. Ok, xong rồi mọi người. Giờ mới là mọi người lại được nhiêu nè. Nói chung là cũng được mười mấy món á, mười mấy 20 món gì á. Ê, cũng sương sương, thôi đi tính tiền. Yeah, chị chủ ơi, tính tiền đi đó. Đó, vàng khè banh ơi. Tính sương sương, à đã quên cái này nè. Ai còn nữa không? Hết rồi. Hết rồi. Chương chương 2 triệu không được, nguyên đống này 2 triệu là không có mắc đâu. Gì? Ờ chị, thằng này nó còn nợ nhiêu nữa. Nào để chị tính ra tiền ăn tiền ở nó. Và nó làm công cũng tích cực lắm, siêng năng lắm em. Cầm, khách cái gì? Em lại chị Linh. Em lại chị Linh, cứu em chị Linh. Còn có 500 ngàn thôi. Nào đếm lại đủ tiền không? Có đủ, được, chắc chắn đủ mà. Em lại chị Linh, đừng treo đồ em như vậy chị Linh. Tao mở tao nhớ rõ ràng. Anh quay phim đưa tiền tao trả tiền. Em lại anh quay phim. Em luôn kìa. Bữa tao nói kêu đi về đi làm ô xin cho Linh cái nó không chịu. Tại hôm bữa em suy nghĩ chưa chín chắn. Hôm nay em suy nghĩ đã thông suốt rồi. Thôi mày kêu mày làm là gì đam mê mà. Đam mê đi em, 500 ngàn đam mê. Bữa đó em hồ đồ quá. Sao em hồ đồ vậy chun? Ôi em xin lỗi chị. Em thật là khốn nạn. Bớt thảm chứ đu đi. Rồi, 2 triệu gỉ. 2 triệu gỉ. Ok, đủ nè. Còn 10 ngàn, mười mấy ngàn nè, anh trả nè. Rồi, trả rồi. Đi về. Đâu khoan. Gì đó? Thấy cái thiếu gì vậy mọi người? À, nhớ rồi mọi người ơi. Linh sẽ nhắc cho các bạn một cái điều rất là quan trọng. Đó chính là bạn nào muốn học tiếng Anh giống như Linh á, thì các bạn hãy tải app Duolingo về. Linh sẽ gắn cái link tải app ở phía dưới mô tả. Mọi người xuống dưới để tải về và học tiếng Anh cùng Linh nha. Ok, bây giờ thì bye bye.